Rồi, ok, xin chào anh em đã đến với kênh Game Mobile của mình và chúng ta sẽ tiếp tục với con game kho báu truyền thuyết nha anh em nhé. Như vậy là ở bên server châu Âu, bên server A và bên server Hàn Quốc thì đã bước sang cái ngày cuối cùng của tuần đầu tiên tiến hành chiêu mộ hạn giờ đối với em tướng Oni Sanji của chúng ta, và khá là đen cho em tướng Oni Sanji. Đấy, như những video trước mình đã nói rồi thì trong cái chiêu mộ hạn giờ của cái tuần đầu tiên của em tướng Sanji thì nhà phát hành lại cho ghép với một em tướng siêu đam, đó chính là em tướng Oni Zoro. Đấy, và một em tướng siêu tanh, đó chính là em tướng Buggy của chúng ta anh em ạ. Tuy nhiên không phải vì lý do đó mà em tướng Sanji của chúng ta không được ưa chuộng và không được chiêu mộ. Và bản thân đấy, người chơi Roger của chúng ta đến từ server A322 hiện nay thì bạn ấy cũng đã tiến hành chiêu mộ là 11.070 điểm. Như vậy là đã chiêu mộ 1.107 mảnh và vé em tướng Sanji rồi, và chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng Sanji của người chơi Roger nha anh em nhé. Hiện nay thì bạn ấy đã được nâng, bạn đã nâng em tướng Sanji của chúng ta lên 11 sao rồi, và mình xem nào. Với kỹ năng SP thì hiện nay anh em có thể thấy hiện nay bạn ấy đang nâng được kỹ năng SP lên level 13, và em tướng Sanji thì bản thân em này thì đang được nâng cấp lên SP8. Như vậy là sau khi nhận cái phần quà top 1 thì bạn ấy sẽ có thể nâng cấp lên SP9, và tiếp tục nếu có may mắn tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục được nâng cấp lên SP10. Nếu còn không thì cộng thêm các cái viên đá vào nữa thì chúng ta sẽ được nâng lên cái kỹ năng SP lên khoảng 14-15 nha em nhé. Rồi ok, với em tướng Sanji của người chơi Roger của chúng ta hiện nay thì bạn ấy đang nâng SP theo hướng, với SP13 thì bạn ấy đang nâng là 3244. Như vậy là ưu tiên kỹ năng ulti và ưu tiên kỹ năng nội tại ở cái kỹ năng thứ tư. Với cái kỹ năng thứ tư thì hôm trước mình đã có video với cái kỹ năng thứ ba của em tướng Sanji của chúng ta, đúng không? Đối với kỹ năng ulti thì như hôm trước mình đã review, nếu như em tướng Sanji của chúng ta đứng ở hàng trước thì bản thân em tướng Sanji của chúng ta sẽ được nhận một cái dấu ấn Nasten, tức là đối với dấu ấn Nasten này sẽ được miễn tử một lần. Đấy, đấy là cái điểm đầu tiên. Và đối với kỹ năng ulti của em tướng cái kỹ năng thứ tư của em tướng Sanji, tức là Sanji của chúng ta khi mà nhận sát thương chí mạng thì sẽ được miễn tử và hồi ngay lập tức là 60% lượng máu. Đồng thời thì Sanji chúng ta sẽ nhập luôn vào cái trạng thái là Blood Awaken, tức là thức tỉnh huyết mạch. Đấy, như vậy là và Sanji của chúng ta sẽ có khả năng là miễn tử 2 lần trong một trận và 1 lần trong một turn. Như vậy thì ở video ngày hôm nay thì mình muốn test là với cái dấu ấn Nasten ở trong cái kỹ năng thứ ba của em tướng Sanji thì vào đầu trận nó sẽ được nhận luôn, hay là sau khi Sanji của chúng ta ulti đấy thì Sanji mới được nhận cái dấu ấn Nasten đó. Và đấy, với cái dấu ấn Nasten đó và kết hợp với cái nội tại kỹ năng thứ tư thì Sanji của chúng ta liệu là có đúng là được miễn tử tổng là 3 lần không nha anh em nhé. Đầu tiên thì mình sẽ phải thêm một em tướng nữa vào trong team của người chơi Roger để cho nó trâu hơn một chút. Mình sẽ thêm em tướng Edward Review vào, và cùng với đó là thêm em tướng Marco, một em tướng búp vào đây. Bởi vì là trong cái nội tại của em tướng Sanji thì khi mà nhận đòn đánh anh em ạ, thì nếu như Sanji mà nhận một cái tầng ấn là Nine Age, tức là tầng ấn là nòi giống ấy, thì Sanji sẽ được hồi là 8% lượng máu nha anh em nhé. Đây này, mỗi lần nhận cái dấu ấn Nine Age này thì Sanji của chúng ta sẽ được nhận là 8% lượng máu. Và khi bị tấn công, khi tấn công thì Sanji sẽ có 30% nhận ấn, và bị tấn công thì sẽ có 20% nhận ấn nhé. Và nếu như Sanji nhận đủ 10 tầng ấn thì nó sẽ chuyển sang thức tỉnh huyết mạch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test một chút với các người chơi trong cái server của người chơi Roger. Mình sẽ xem nào. Bạn xây hôm trước thì mình nhớ là bạn ấy có em tướng Oninami đây này. Ok, mình sẽ vào test cùng với người chơi xây nhá. Mình rất là kết em tướng Oninami SP14 này của bạn ý này. Chúng ta sẽ cùng vào test trước với bạn xây trước để xem em tướng Sanji của chúng ta sức mạnh nó sẽ như thế nào và thể hiện nó sẽ như thế nào nha anh em nhé. Ok, như vậy là hiện nay Sanji đang được boost tốc cao nhất trong cả hai team tính đến thời điểm hiện tại, và vừa rồi là đòn đánh kỹ năng 1 vào đây. Đấy, như vậy là anh em có thể thấy là vừa rồi thì sau khi Nami tấn công vào em tướng Sanji thì mình thấy là có cái hồi máu đến từ vị trí của em tướng Wanomako. Chắc là vừa rồi là chính là cái ấn của em tướng Nami nó tấn công và gây sát thương. Nhưng tuy nhiên là với em tướng đây sẽ là pha ulti đầu tiên của em tướng Sanji của chúng ta. Với ulti của Sanji thì sẽ gây đam toàn thể, như vậy là lượng sát thương gây ra là 1.8 triệu thôi anh em ơi. Đấy,
Sanji của chúng ta thì sẽ ok, như vậy là với pha liên kích tiếp theo thì Sanji của chúng ta đã nâng cái lượng sát thương lên hơn 7 triệu rồi anh em ạ. Như vậy là ở đòn đánh là ulti đầu tiên, lượng sát thương thì khá là thấp, nhưng mà trong cái lần liên kích lần thứ hai thì lượng sát thương đã đẩy lên gấp khoảng 5 lần rồi. Như vậy là rất là ok rồi anh em ạ. Và đây, đây sẽ là pha ulti đầu tiên của anh em tướng Nami của chúng ta với 4 triệu rưỡi sát thương anh em ạ. Anh em có thể hiểu là tại làm sao cái pha ulti đầu tiên của em tướng Sanji nó gây ra được lượng sát thương là chỉ có 1.8 triệu, mà ở trong đòn liên kích lại gây ra là lượng sát thương là hơn 7 triệu. Lý do là bởi vì Sanji của chúng ta vừa rồi là bị dính cái ấn giảm 99% sức tấn công đến từ vị trí của em tướng Oninami. Do vậy là cái đòn tấn công đầu tiên của em tướng Sanji nó mới chỉ gây ra được cái lượng sát thương là như vậy thôi anh em ạ. Và sau khi nó tấn công ở cái đòn ulti đó thì nó đã xóa bỏ cái ấn giảm 99% sức tấn công, và ở pha liên kích thì nó mới bộc lộ cái sức mạnh của nó anh em ơi. Với em tướng Sanji thì mình vẫn thiên về cái hướng là em tướng Sanji của chúng ta sẽ phải thiên theo cái hướng là bui bán tanh và bán đam anh em ạ, tức là bui vừa thủ và vừa đam. Ok, tiếp tục là Sanji của chúng ta, anh em có thể thấy là ở vị trí phía đối diện với em tướng Nami thì tiếp tục Sanji của chúng ta đã bị cái giảm 99% sức tấn công rồi, và hiện nay ở trên đầu của Sanji anh em thấy là đang xuất hiện hai dấu ấn last stand anh em ơi. Trên đầu Sanji hiện nay đang xuất hiện hai dấu ấn last stand, một dấu ấn sẽ đến từ kỹ năng ulti và một dấu ấn thì đến từ đâu đây? Như vậy là một dấu ấn hình như là sẽ đến từ cái dấu ấn là block thức tỉnh huyết mạch hay sao đây, last stand này. Tiếp tục là hai last stand anh em ạ. Ok luôn. Rất là ok nhá. Như vậy là Sanji của chúng ta hiện nay ngay trên đầu của Sanji đã có hai cái dấu ấn last stand rồi anh em ơi. Như vậy thì cái team của người chơi Sei này, bạn ấy chắc chắn thì sẽ không thể clear hết cả hai cái dấu ấn last stand đến từ vị trí của em tướng Sanji được. Tí mình sẽ phải test với team có lực chiến cao hơn. Đấy, ok luôn anh em ơi. Hiện nay Sanji của chúng ta thì lại tiếp tục bị dính cái ấn đến từ vị trí của em tướng Nami rồi. Anh em có thể thấy là cái ấn giảm 99% sức tấn công của em tướng Nami thực sự là rất là ngon. Tuy nhiên là rất đáng tiếc cho em tướng Nami của chúng ta, đó chính là cái kỹ năng tấn công của em tướng Nami của chúng ta thì lại chỉ gây đam đơn và đam theo hàng dọc thôi. Ok, đấy, giảm 99% sức tấn công nhưng mà vẫn gây ra 3.8 triệu sát thương được rồi anh em ơi. Đòn tấn công ulti của em tướng Nami thì nó sẽ tấn công theo hàng dọc, nhưng mà nó sẽ ưu tiên cái hàng dọc có nhiều địch nhất. Điển hình là vừa rồi anh em có thể thấy là đúng vị trí phía trước mặt của em tướng Nami, đó chính là em tướng Sanji, nhưng mà em tướng Nami của chúng ta thì lại tấn công vào cái hàng dọc của em tướng Wanomako và em tướng Fukuyu anh em ạ. Khả năng mình sẽ bỏ qua cái trận đấu này ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục đi sang trận đấu với người chơi cao hơn để chúng ta test cái ấn Nasten của em tướng Sanji nha anh em nhé. Ấy, như vậy là vẫn kết thúc ở turn số 15 và Sanji của chúng ta, là turn số 12 và Sanji của chúng ta gây ra được lượng sát thương là 43.200.000 sát thương anh em ạ. Ok, cũng khá là ok luôn. Rồi, đấy là khi đi test với người chơi có lực chiến là thấp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi test với người chơi Lucas nhé. Đối với người chơi Lucas thì hiện nay trong team quản lý thì có 4 em tướng đam cơ, Kaido, Nikanofi, Nico Robin và em tướng dâu trắng. Bây giờ mình sẽ test với người chơi Lucas để xem cái nội tại cái ấn Nasten của em tướng Sanji của chúng ta nó sẽ thể hiện như thế nào nhá. Ok, như vậy là vào đầu trận một cái, Sanji của chúng ta đã có sẵn một cái dấu ấn Nasten anh em ạ. Cái dấu ấn Nasten này thì nó sẽ đến từ cái đòn đánh ulti. Như vậy là không cần Sanji phải thực hiện đòn đánh ulti, mà chỉ cần Sanji là đứng ở hàng trước thôi là Sanji của chúng ta đã mặc định là có một dấu ấn Nasten rồi. Như vậy là Sanji của chúng ta mặc định đã được miễn tử một lần rồi anh em ạ. Rất là ok luôn anh em ơi. Rồi, khả năng trận đánh này thì chúng ta sẽ được thấy sự xuất hiện khá là nhiều lần của dấu ấn Nasten điển hình. Đấy, Edward Guiu đã lên đường rồi anh em ơi. Với các em tướng đam như là em tướng Nikanofi, rồi Nico Robin và Dragon Kaido thì lượng sát thương chắc chắn là sẽ dư để có thể là tiễn Marco, tiễn em tướng Sanji của chúng ta lên đường anh em ạ. Ok, rất là đáng tiếc vừa rồi là Sanji của chúng ta đã bị dính cái hiệu ứng câm lặng trói buộc đến từ vị trí của em tướng Divauta của chúng ta anh em ạ. Divauta thì sắp ra bên sau vào Việt Nam rồi anh em ơi, chỉ khoảng một tháng nữa thôi. Ok, như vậy là đoàn ulti vừa rồi của dâu trắng tấn công vào các em tướng trong team của người chơi Roger của chúng ta không được thấm nhiều lắm, chỉ có mấy trăm nghìn sát thương thôi. Và tiếp tục 1.6 triệu sát thương đến từ ulti của Nikanofi, nhưng mà vẫn không thấm vào đâu cho em tướng Sanji của chúng ta anh em ạ. Sanji của chúng ta vẫn rất là trâu luôn. Tiếp tục, đấy, ok,
Rồi đây sẽ là pha quyết định này, đây sẽ là pha ulti quyết định này. Như vậy là 1.1 triệu sát thương và Sanji của chúng ta đây hiện nay vẫn đang rồi. Sanji của chúng ta vừa rồi đã tích đủ 10 ấn nay bây giờ và đã chuyển sang ấy rồi. Không phải anh em ơi, vừa rồi là Sanji của chúng ta đã gọi là miễn tử một lần rồi. Sau khi biến mất cái dấu ấn Nasten thì Sanji đã chuyển sang trạng thái là thức tỉnh huyết mạch rồi. Cái dấu ấn thức tỉnh huyết mạch đó chính là đây là cái dấu ấn đâu rồi. Đây này, đấy Block of Watkins. Và hiện nay thì Sanji chúng ta sẽ được tăng là 50%, 50% sức phòng thủ và 20% giảm sát thương trong cái hiệp đó nha anh em nhé. Như vậy là dấu ấn Nasten trong đòn cái nội tại của đòn đánh ulti thì đã biến mất, và sau khi biến mất thì đồng thời Sanji của chúng ta cũng sẽ chuyển sang cái tầng ấn, chuyển sang cái tầng ấn là Black Awakening luôn. Và anh em có thể thấy là bước sang tân 4 thì Sanji của chúng ta tiếp tục hiện một cái dấu ấn Nasten ở trên đầu anh em ơi. Như vậy là đối với dấu ấn Nasten này thì khả năng nó sẽ đến từ cái đòn đến từ cái nội tại kỹ năng 4 của Sanji anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng đếm nhá. Hiện nay thì đã Nasten và miễn tử một lần rồi, đã mất một lần rồi, và bây giờ chúng ta đang thấy một cái dấu ấn Nasten thứ hai anh em ơi. Hiện nay thì Sanji tiếp tục đang tích được 6 tầng ấn Nine Age. Đấy tức là cái dòng cái tầng ấn là nòi giống anh em ạ. Khi mà nó tích đủ 10 tầng thì nó sẽ chuyển sang Black Awakened, và chúng ta sẽ cùng để ý cái tầng ấn này để xem nó có khi mà nó chuyển sang Black Awakened bằng 10 tầng ấn hay là đấy, hay là nó sẽ chuyển Black Awakened bằng cái nội tại là miễn tử nha anh em nhé. Đây sẽ là pha ulti đấy ở tầng 6 với bao nhiêu 10.800.000 sát thương đấy anh em ơi. Quá là khủng, đến từ vị trí của Sanji luôn anh em ạ. Đấy, anh em có thể thấy là giai đoạn đầu mình thấy là nhiều anh em là chê Sanji là con ghẻ anh em ạ. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì anh em có thể thấy là cũng rất là trâu và rất là mạnh luôn. Với 3 con tướng thôi, trong đó FWU thì chúng ta có thể bỏ ra ngay từ đầu. Và hiện nay chỉ còn 2 em tướng Sanji và em tướng Marco. Nhưng mà Sanji vừa rồi gây đam toàn thể với hơn 10 triệu sát thương anh em ạ. Rất là ok luôn đấy anh em ơi, và rất là trâu luôn. Và nếu không nhầm thì Sanji chúng ta đã chuyển sang trạng thái Black Awakened rồi, đã chuyển sang thức tỉnh huyết mạch rồi. Bởi vì là vừa nãy là mình để ý là cái dấu ấn Night Age nó đã bị xóa bỏ và nó chuyển sang cái trạng thái là thức tỉnh rồi. Và bây giờ ở trên đầu của Sanji lại tiếp tục có hai cái dấu ấn Nasten kìa anh em ơi. Đấy, đang có hai dấu ấn Nasten kìa. Đấy, đang khá là khó hiểu ở vị trí này này, tại sao lại có thể chồng chéo hai cái dấu ấn Nasten này được nhỉ anh em nhỉ? Ok luôn. Hay là cứ mỗi lần Sanji của chúng ta chuyển sang cái trạng thái là Black Awakened thì Sanji sẽ được nhận các cái dấu ấn là Nasten đó anh em ơi. Như vậy là với lần miễn tử đầu tiên và hai dấu ấn này thì Sanji của chúng ta đã có 3 cái dấu ấn là Nasten rồi. Tính tổng là 3, và chúng ta sẽ cùng chờ xem nhé. Đấy, tính đến tên thứ 8 mà anh em có thể thấy là rất là trâu luôn anh em ơi. Đấy, lại còn đạp vào mặt thuyền trưởng Nika Luffy, và Nika Luffy đã lên đường rồi anh em ạ. Bây giờ thì còn dâu trắng còn Robin, ai sẽ là người tiếp tục để cho cái nội tại của em tướng Sanji của chúng ta biến mất đây? Tí nữa nếu mà team của Lucas mà không làm được thì khả năng là tiếp tục phải nhờ đến team của người chơi Remax anh em ạ. Của Remax thì bạn ý sau khi thấy em tướng S-Hau của người chơi Roger của chúng ta thể hiện quá là tốt thì Remax cũng tiến hành lấy em tướng S-Hau rồi, và hiện nay thì nó vẫn đang chỉ 11 sao thôi và chưa chuyển được kỹ năng FP anh em ạ. Thì Remax là một người chơi cũng rất là gọi rất là chịu chơi luôn, đua top là đua top cái với người chơi Roger của chúng ta cũng rất là chất lượng luôn anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chờ đón xem nhé. Đấy, chờ đón xem nào, hai cái dấu Nasten này nó liệu có biến mất ở trong trận đấu ngày hôm nay không. Và bước sang tên số 9 rồi anh em ơi. Wanomako thì chuẩn bị lên đường rồi. Cứ sau mỗi lần ulti đi vào Uta thì khả năng rất là cao là em tướng Sanji chúng ta sẽ bị trói, và bị trói thì sẽ không thể hành động được anh em ạ. Ok, rất là may là trong đoàn ulti vừa rồi đấy, thì Sanji của chúng ta sẽ thoát, may mắn là thoát nạn anh em ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến đấy, liệu được chứng kiến đoàn đánh ulti đến từ vị trí của Sanji không. Rồi ok, như vậy là ở đoàn ulti trước ở tên 6 là 10 triệu nhá, ở đoàn ulti này thì sẽ bao nhiêu, như vậy là 8.7 triệu, một lượng sát thương rất là ổn định đến từ vị trí của Sanji luôn anh em ạ. Và vừa rồi đấy, sau cái đoàn ulti tiếp theo thì em tướng
thứ hai trong team của người chơi Lucas đã lên đường rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ còn 3 em tướng thôi. Nào, đẩy cái dấu ấn Nasten của em tướng Sanji lên đường nào. Như vậy là khả năng miễn sát thương và tăng phòng thủ rất là cao đến từ vị trí của em tướng Sanji. Điển hình anh em có thể thấy là em tướng Nami, em tướng Robin của chúng ta ulti vào em tướng Sanji, lượng sát thương cực kỳ là thấp luôn, kể cả em tướng bé dòng Kaido nữa anh em ạ. Lượng sát thương quá là thấp luôn, chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Chắc là trận đấu này sẽ không thể làm nên trò trống gì rồi. Chúng ta sẽ cùng phải chuyển sang đến trận đấu tâm điểm của chúng ta với người chơi Premax anh em ơi. Với người chơi Premax thì mình sẽ phải đẩy team cho thêm lực chiến một chút anh em ạ. Ok. Rồi, nếu mà thêm Rainen vào thì quá khủng quá, 8.6 triệu này. Ok này, rồi mình sẽ không đưa em tướng Ethel là em tướng đam chủ lực trong team của bạn Roger vào nhé. Và mình sẽ lấy team này. Bây giờ thì sẽ đi PK với team của người chơi Premax của chúng ta. Với Premax thì hiện nay bạn ấy đang có em tướng Captain A full SP 16 kìa. Và bạn ấy đã đưa được em tướng Ethel của chúng ta vào sân rồi. Tuy nhiên là Ethel của chúng ta thì hiện nay vẫn chưa có kỹ năng SP nhé. Ok, đấy anh em ạ, vào đầu trận thì em tướng Sanji của chúng ta đang có một dấu ấn Nasten kia rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Quan trọng là em tướng Captain A của chúng ta nó sẽ có những cái pha ném cầu lửa. Đấy, ném cầu lửa phản kích. Thì lúc này chúng ta có thể mới được thấy nhiều cái ấn Nasten nha anh em nhé. 2.8 triệu sát thương đến từ đoàn tấn công đầu tiên của em tướng Captain A của chúng ta anh em ạ. Và như vậy đây, ok, như vậy là vừa rồi anh em thấy là với cái kỹ năng một của em tướng Ethel bình thường là nó sẽ là tấn công đơn đúng không, nhưng nếu như trong team của đối thủ có từ hai ít nhất từ hai em tướng đang ở trạng thái khống chế thì nó sẽ gây đam toàn thể anh em ơi. Đây sẽ là pha ulti đầu tiên của các tuyển đây của chúng ta với bao nhiêu đây, như vậy với 6.1 triệu sát thương và tiếp tục đam rất là thấm luôn. Ok, đây sẽ là pha ulti. Pha ulti này chúng ta sẽ được chứng kiến pha ném cầu lửa đến từ vị trí của Captain này. Rồi, đấy, như vậy là pha ném cầu lửa vừa rồi là đã hình như là đã đẩy một cái dấu Nasten từ vị trí của em tướng Sanji lên đường rồi. Và chúng ta đã được thấy cái trạng thái là Blood Awaken, tức là thức tỉnh năng lực huyết mạch của em tướng Sanji của chúng ta rồi. Và hiện nay Sanji của chúng ta đấy, đang có một cái dấu Nasten nữa anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là Sanji của chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay đấy, sẽ được miễn tử tổng bao nhiêu lần nhé. Nhưng trước đó thì chúng ta sẽ cùng phải xem. Đấy, 1.9 triệu sát thương đến từ vị trí đòn đánh ulti của em tướng Ethel. Mới 11 sao thôi anh em ạ. Dragon Kaido, ok. Rồi 2.3 triệu sát thương anh em ạ. Như vậy là Ethel của chúng ta đã lên đường rồi. Và bây giờ ba em tướng chủ lực trong team của người chơi Premax của chúng ta, Wanomako, Tony Chopper và em tướng Captain A. Captain A sẽ là con tướng gồng gánh team của người chơi Premax nha anh em nhé. Ok, nào Sanji, ok, như vậy là Sanji của chúng ta vẫn là tấn công đơn một mục tiêu ở phía trước. Vừa rồi thì Sanji tấn công vào vị trí của em tướng Tony Chopper và đã có phần trăm là gây choáng cho em tướng Chopper anh em ạ. Anh em có thể thấy là Chopper của chúng ta rất là trâu luôn đúng không? Là một em tướng support nhưng mà vừa support vừa đam, thật sự là rất là trâu luôn. Với lượng sát thương ở đòn đánh ulti của em tướng Chopper rất là cao luôn, cũng cao ngang ngửa các em tướng sát thương tầm top 2, top 3 anh em ạ. Và cái lượng hồi máu của em tướng Tony Chopper thì lại cực khủng luôn. Ok. Rồi, như vậy là trên đầu của em tướng Sanji của chúng ta hiện nay vẫn đang có một cái dấu ấn Nasten nha anh em nhá. Đối với ấn Light Age thì hiện nay đang tích được hai cái tầng ấn Light Age và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Tony Chopper của chúng ta chuẩn bị lên đường rồi anh em ơi. Lý do là bởi vì hiện nay nó đang bị dính cái dấu ấn là cấm trị liệu và cấm nhận khiên miễn dịch đến từ vị trí của em tướng Raiden thời trẻ anh em ạ. Duy trì 2 turn cơ. Đấy, nên là em tướng Tony Chopper của chúng ta nếu mà không cầm cự được thì sẽ lên đường sợ trong sớm muộn thôi. Ok, với 4.9 triệu sát thương rất là thấm luôn đúng không anh em? Anh em có thể nhìn thấy là em tướng A của chúng ta khi mà tấn công theo hàng dọc thì cực kỳ thấm luôn. Và đặc biệt là A của chúng ta thì lại đang gắn một cái dấu ấn nữa, đó chính là cái dấu ấn là Firefly đấy, cho em tướng Sanji. Điển hình là trước khi sử dụng đòn tấn công của em tướng Sanji thì Sanji của chúng ta đã bị mất khoảng hơn 700.000 máu anh em ạ. Ok, không biết là liệu Marco và Captain A thì có gồng gánh team của người chơi Premax đến với thành công hay không. Chúng ta sẽ cùng đến với pha ulti tiếp theo. 6.6 triệu sát thương đến từ vị trí của Sanji nha anh em nhé. Và tiếp tục đá bồi thêm một đoàn tấn công nữa thì Marco đã lên đường rồi. Và anh em có thể thấy này,
lượng sát thương của em tướng Sanji rất là ổn định đúng không anh em ơi. Từ nãy đến giờ khi mà chúng ta test với ba người chơi rồi thì đòn ulti của em tướng Sanji của chúng ta thì rất là thắng luôn anh em ạ. Ok, vẫn chưa mất cái dấu ấn last stand rồi anh em ơi. Tiếp tục sẽ được bút máu đến từ vị trí của Wano Marco. Bút máu và bút kim nữa. Úi giời, như vậy là một pha ném cầu lửa ăn clone fire vừa rồi cho em tướng Wano Marco. Rất là đáng tiếc là bởi vì Wano Marco nó vẫn đang có một phiên miễn dịch, do vậy là cái lượng sát thương là không được cao cho lắm. Và bây giờ thì Captain A của chúng ta thì đang phải bật cái nội tại là miễn tử anh em ơi. Ok, miễn tử nó sẽ hồi máu ngay lập tức, nhưng mà tuy nhiên là vừa rồi là bị dính cái cấm hồi máu và cấm nhận phiên miễn dịch đến từ vị trí của em tướng Rainian, nên là em tướng A của chúng ta sẽ không được hồi full cây máu, do vậy là A của chúng ta lên được anh em ạ. Với bảy tơn thì anh em thấy là Sanji của chúng ta mặc dù xếp ở vị trí hàng đầu hứng chịu các cái đòn tấn công đến từ vị trí của em tướng Captain A, nhưng mà Sanji của chúng ta vẫn gây ra được lượng sát thương là 30 triệu sát thương anh em ạ, nhiều hơn Rainian rất là nhiều luôn. Anh em có thể thấy là Rainian chỉ sấp xỉ 10 triệu thôi, như vậy là gấp 3 lần đấy cái sát thương gây ra đến từ vị trí của em tướng Sanji anh em ạ. Như vậy thì Sanji của chúng ta không, mình nghĩ là không phải là bom xịt đâu anh em ơi, mà sẽ là một em tướng cực kỳ là chất lượng luôn đấy. Chúng ta sẽ cùng chờ người chơi Roger của chúng ta đấy, bui em tướng Sanji đấy, nếu có thể là full SP 16 nữa thì quá là tuyệt vời, là quá đẹp nhá. Team bạn ấy hiện nay đang thiếu một em tướng tanh, và mình nghĩ là đưa em tướng Sanji lên vị trí là bui semi tanh và semi dam. Hiện nay thì bạn ấy đang cơ bản là đang bui bui dam thôi anh em ạ. Nếu như có hướng bui là bui semi tanh và semi dam như em tướng Seal Brain nữa thì mình nghĩ là Sanji của chúng ta sẽ cực kỳ là trâu luôn anh em ạ. Đó, không chỉ trâu như em tướng Silu mà nó sẽ còn có khả năng là gây sát thương cực khủng nữa anh em ạ. Rồi, ok, xin chào anh em nhé.